mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết. Tác giả Tâm Ngộ, người dịch Nguyên Anh. Này chư đạo hữu, tôi thường nghe hòa thượng Tinh Dân nói Phật tử ở đây rất tín ngưỡng Phật giáo và nghe giảng Phật pháp rất nhiệt thành, khác hẳn với những Phật tử ở những nơi khác. Vì cảm thấy rất hiếm có và vô cùng vui sướng, cho nên lần này chúng tôi có chủ ý cùng các vị pháp sư đến đây tham quan cho biết. Tối nay được hòa thượng Tinh Dân giới thiệu diện kiến cùng quý vị, đồng thời nói một ít Phật pháp, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lý luận Phật giáo rất tinh mật thâm áo, pháp môn tu hành cũng rất nhiều. Nhưng vì quý vị thường là niệm Phật, đồng thời ở đây là hội niệm Phật, cho nên hôm nay tôi không nói những lý luận và pháp môn khác, chỉ nói chuyện cùng quý vị với đề tài mấy điểm trọng yếu mà người niệm Phật nên biết. Tôi nghĩ quý vị nhất định sẽ muốn biết vấn đề này. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật. Phật giáo có rất nhiều pháp môn tu hành, tham thiền, tu quán, rồi trì chú, vân vân. Nhưng trong những pháp môn này, muốn tìm một pháp môn thù thắng nhất và dễ thực hành nhất thì chỉ có pháp môn niệm Phật mà thôi. Tại sao nói pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất và dễ thực hành nhất? Đây, chúng ta sẽ có hai lý do để chứng minh. Thứ nhất, niệm Phật là con đường dễ đi. Trong Phật giáo, pháp môn tu hành tuy rất nhiều, nhưng tổng quát lại chỉ có hai con đường: con đường dễ đi và con đường khó đi. Nói là đường, chính là phương pháp tu hành. Bởi vì phương pháp này có thể làm cho người ta giải thoát khỏi phiền não trói buộc và đau đớn bức bách, mà đạt đến cảnh giới an vui tự do. Giống như nhờ con đường mà mọi người đi được từ chỗ này đến chỗ kia vậy, cho nên gọi là con đường. Gọi là con đường dễ đi và con đường khó đi chính là phương pháp dễ hành và phương pháp khó hành. Con đường khó đi như tham thiền và tu quán đã nói ở trên, con đường dễ đi là niệm Phật. Bởi vì tham thiền và tu quán là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tự lực, mà sức mạnh tự lực của chính mình thì còn rất yếu. Nếu muốn lấy sức mạnh yếu kém của mình để giải thoát những sự trói buộc của phiền não và rất nhiều sự bức bách đau đớn của thế gian thô trọng, vậy thì khó lắm, khó lắm. Cho nên những pháp môn dựa vào sức tự lực gọi là con đường khó đi. Pháp môn niệm Phật là pháp môn dựa vào tha lực. Tha lực chính là Phật lực. Phật lực thì bất khả tư nghị. Chúng ta nếu dựa vào Phật lực để cầu giải thoát thì dễ hơn. Ví như chúng ta muốn đến một nơi rất xa, nếu đi bộ thì cực mà lại lâu tới nơi, nếu đi thuyền hoặc máy bay thì khỏe lại nhanh đến. Cầu giải thoát bằng pháp môn niệm Phật thì như đi thuyền hay máy bay vậy, có thể thu được hiệu quả gấp bội lần. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là con đường dễ đi. Bây giờ lấy sự thật dưới đây để làm ví dụ chứng minh. Ngày xưa có một người thợ rèn họ Hoàng, mọi người quen gọi ông ta là Hoàng thợ rèn. Vì cuộc sống, Hoàng thợ rèn phải vất vả từ sáng sớm đến tối mịt. Vì thế ông ta chán ngán thân người, làm người khổ chẳng có ý gì gì. Một hôm nọ, có một người xuất gia đi ngang qua lò rèn ông ta. Hoàng thấy như bắt gặp được gì cứu tinh, vội vàng bỏ búa xuống chạy ra mời vào. Thưa sư phụ, con vì ba bữa cơm mà cực khổ quá, cả ngày đứng bên lò lửa thật là chịu hết thấu. Xin sư phụ từ bi dạy con một phương pháp giải thoát khổ đau.
Hoàng Thở Rèn thỉnh cầu một cách khẩn thiết. Nhưng vị tăng nhân không dạy ông ta phương pháp giải thoát khổ đau nào, chỉ bảo ông ta niệm Phật. Ngài nói: "Ông muốn tôi dạy cho phương pháp giải thoát khổ đau? Dễ thôi, chỉ cần niệm Phật là được. Chẳng phải ông cả ngày đứng bên lò lửa đập sắt sao? Thế này nhé, lúc đập sắt, giơ búa lên, ông niệm một câu A-di-đà Phật. Nện búa xuống, lại niệm một câu A-di-đà Phật. Hôm nay trở đi, ông cứ làm không ngừng như vậy cho tôi. Chắc chắn nỗi thống khổ của ông sẽ được giải thoát." Hoàng Thợ Rèn nghe xong, vui mừng khôn xiết, y giáo phụng hành ngay. Ông vừa đập sắt, vừa niệm Phật không ngừng nghỉ, cả ngày đều như vậy. Mọi người thấy thế đều bảo ông ta ngu ngốc, đập sắt cả ngày đã mệt lắm rồi, nay lại thêm niệm Phật nữa, làm gì thế cho thêm cực. Bèn khuyên: "Ông đập sắt chẳng phải là đã quá cực rồi sao? Sao lại phải niệm Phật để cho cực thêm? Thấy sức khỏe của ông, tôi nghĩ hay là ông đừng niệm Phật nữa." Hoàng Thợ Rèn cười nói: "Các ông không biết thần diệu của niệm Phật. Các ông biết không, lúc chưa biết niệm Phật, làm việc tôi luôn cảm thấy quá nhọc nhằn. Nhưng sau khi niệm Phật thì tôi không thấy mệt nhọc nữa, ngược lại còn cảm thấy sung sướng." "Vậy thì vì lý do gì?" "Bởi vì Hoàng Thợ Rèn lúc chưa biết niệm Phật, khi đập sắt, ông ta luôn nghĩ đến đập sắt, cho nên mới thấy mệt. Hôm nay biết niệm Phật rồi, tuy vẫn làm công việc cũ, nhưng tận cùng đáy lòng, ông luôn nghĩ đến Phật, đặt hết niềm hy vọng trên cõi Tây Phương. Vì thế, tinh thần vô cùng phấn khởi, cho nên quên hết nhọc nhằn. Sau này Hoàng Thợ Rèn giảng sinh bên lò lửa, khi lâm chung, ông ta nói kệ rằng: Bòn bòn bèn bèn, luyện lâu thành thép, bình yên đã tới, tôi về Tây Phương." Nói xong nhắm mắt thị tịch. Thứ hai, pháp môn niệm Phật phổ biến cho cả ba căn. Trong Phật Pháp nói chúng sinh có ba loại căn cơ: thượng căn, trung căn và hạ căn. Pháp môn tham thiền, tu quán dựa vào tự lực chỉ thích hợp cho bậc thượng căn và trung căn. Bậc hạ căn thì không cách gì tu trì được. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới là pháp môn phổ thông cho tất cả. Thượng căn tu được, trung căn cũng tu được, hạ căn cũng được, tất cả đều tu được hết. Bậc thượng căn như Bồ Tát Đại Thế Chí mà cũng chứng viên giác từ pháp môn niệm Phật. Những bậc trung căn như rất nhiều đại đức niệm Phật xưa nay. Hạng hạ căn là những người tầm thường, cho đến những kẻ đại ngu tối đều có thể niệm Phật giảng sinh. Như Hoàng Thợ Rèn đã nói trên đây là một thí dụ. Do đó nên nói pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Đây là điểm thứ nhất mà người niệm Phật nên biết. Nhân duyên của Phật A-di-đà với thế giới ta bà. Đây là điểm thứ hai mà người niệm Phật nên biết. Bởi vì danh hiệu Phật mà chúng ta niệm hiện nay là danh hiệu Phật A-di-đà, cho nên cần phải biết nhân duyên tất yếu của Phật A-di-đà với thế giới ta bà. Nhân duyên này có thể chứng minh bằng hai điểm sau. Một, Đức Phật A-di-đà vì sự đau khổ của chúng sinh mà phát nguyện thành tựu thế giới cực lạc. Mục đích mà chúng ta niệm Phật A-di-đà là muốn giảng sinh thế giới cực lạc, mà thế giới cực lạc thành tựu là do đại nguyện của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà vì sao phải phát nguyện thành tựu thế giới cực lạc? Vì Phật A-di-đà lúc chưa thành Phật, thấy chúng sinh trong cõi ta bà ngày đêm bị bức bách đủ mọi sự thống khổ, như đau khổ vì bệnh tật, vất vả vì phải làm ăn, cho đến những đau khổ vì cuộc sống thiếu thốn, rồi đau khổ vì sự tranh chấp, đau khổ vì nạn nước cuốn trôi, lửa thiêu đốt. Vì thế Ngài bèn phát 48 đại nguyện để thành tựu thế giới cực lạc cho những ai muốn lìa khổ đắc lạc. Chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Ngài, phát nguyện giảng sinh thế giới cực lạc của Ngài, Ngài sẽ lập tức tiếp dẫn họ giảng sinh thế giới cực lạc. Đây giống như Ngài Tôn Trung Sơn, vì thấy sự thối nát của chính phủ Mãn Thanh dẫn đến nước nhà bị các nước chủ nghĩa đế quốc, sự xâm lược về kinh tế, chính trị
gây nên sự thống khổ thiếu thốn cho nhân dân Trung Quốc, bèn lập chí cách mạng, phải lật đổ chính phủ Mãn Thanh, chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, xây dựng một đất nước chủ nghĩa tam dân, dân tộc, dân quyền, dân sinh, giàu mạnh yên vui, làm cho toàn dân đạt được mục đích bình đẳng địa vị quốc tế, bình đẳng địa vị chính trị, bình đẳng địa vị kinh tế, giải quyết sự thống khổ trong cuộc sống cho nhân dân, đồng thời làm cho nhân dân được an vui trong cuộc sống. Sao gọi là thế giới cực lạc? Điều này trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã có nói rõ. Phật nói tất cả chúng sinh sinh lên nước ấy chỉ hưởng thọ mọi sự sung sướng, không có các khổ, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này, Đức Phật A Di Đà đã vì sự đau khổ của chúng sinh mà phát nguyện thành tựu. Như vậy, chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện giảng sinh, nhất tâm niệm Phật thì nhất định được giảng sinh. Cho nên chư vị niệm Phật, chỉ cần thành tâm nguyện thiết thì chắc chắn được giảng sinh cực lạc, chắc chắn được thấy Phật A Di Đà. 2. Phật A Di Đà luôn nhớ chúng ta. Trong kinh nói Phật A Di Đà luôn nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nhưng vì chúng sinh không nhớ Phật nên Phật tuy thường nhớ chúng ta, mong chúng ta cùng đến bên Ngài, mà kết quả chúng ta vẫn mãi chịu khổ nơi thế giới ta bà, giống như người mẹ luôn nhớ đứa con lưu lạc nơi ta hương, mong nó sớm trở lại bên mình. Nhưng vì con không nhớ mẹ, không muốn về nhà, để đến nỗi của cải nhà đầy không ai hưởng, mà nó vẫn lưu lạc chịu khổ nơi đất khách quê người. Nếu đứa con một khi nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì không lâu nó sẽ được ở bên mẹ, thọ hưởng niềm vui gia đình. Chúng sinh nếu một khi nhớ Phật giống lúc Phật nhớ chúng sinh, thì cũng không lâu được ở bên Phật, thọ hưởng niềm vui Phật Pháp. Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông nói: nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Cho nên chúng ta nếu muốn thấy Phật, cần phải thời thời nhớ Phật, niệm Phật. Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ để Phật nhớ chúng ta, còn chúng ta lại không nhớ Phật, vậy thì không những không thể giảng sinh thế giới cực lạc, mà ngay cả Phật có hóa thân đến trước mặt chúng ta cũng không thể biết. Rõ ràng đã thấy Phật mà cũng như không thấy. Ngày xưa ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, có thiền sư hiệu Phong Can. Ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Thỉnh thoảng Ngài thường cởi cọp về chùa, mọi người không ai biết Ngài là người thế nào. Một ngày nọ, Ngài rủ Hàng Sơn, Thập Đắc đi triều bái Ngũ Đài Sơn. Ngài nói: ai cùng đi với ta thì mới là bạn ta, còn ai không đi cùng thì chẳng phải là bạn. Hòa thượng triều bái Ngũ Đài Sơn làm gì? Hàng Sơn hỏi: lễ văn thù. Phong Can đáp: hòa thượng không phải là bạn tôi, tôi không đi với hòa thượng. Hàng Sơn nói: thế là thiền sư Phong Can đi một mình. Lúc Ngài từ Thiên Thai đến Hàng Châu, Ngài gặp nhân sĩ họ Lư tên Khâu Dận. Ông ta đợi làm quan đã mấy năm, của cải trong nhà đã tiêu pha gần hết, cuộc sống đang đến hồi nguy cấp, thì được tỉnh phủ phái đến Đài Châu làm tri phủ. Nhưng không may cho ông, đang lúc chuẩn bị lên đường nhậm chức thì ông bị bệnh đau đầu, uống bao nhiêu thuốc thang cũng không hiệu quả. Thiền sư Phong Châu có chủ ý muốn đến nhà ông ta thăm bệnh, nhưng những người canh cửa quyết không cho Ngài vào. Ngài nói với họ: tôi đến đây là có chủ ý muốn cứu chủ các ông, sao các ông không chịu cho tôi vào thăm bệnh? Những người canh cửa nghe Ngài nói đến cứu mạng chủ mình, bèn chạy vào báo cáo. Lư Khưu Dận bèn ra lệnh thỉnh Ngài vào. Phong Can vừa thấy Lư Khưu Dận hỏi ngay: ông bị bệnh gì? Đầu tôi đau như muốn bể. Lư Khưu Dận đáp: ông cho người mang một ly nước đến, tôi sẽ chữa cho ông. Thiền sư Phong Can nói với Lư Khưu Dận. Sau khi nước được mang đến, thiền sư Phong Can bèn trì chú cho ông ta. Trì chú xong, Ngài đổ một ít nước ra lòng bàn tay, thoa nhẹ nhẹ trên trán Lư Khưu Dận 3 lần. Kể cũng kỳ lạ, bệnh đau đầu của Lư Khưu Dận lành như vậy đấy.
thật là cảm tạ vô cùng. Xin hỏi đại sư pháp hiệu gì, ở chùa nào? Lưu Cư Dận kiền thành hỏi thiền sư Phong Can. Tôi tên Phong Can, ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, huyện Đại Châu. Trong chùa có bao nhiêu người đạo hạnh như đại sư? Lưu Cư Dận lại hỏi. Tôi chẳng có đạo hạnh gì cả. Trong chùa có hai vị là hóa thân Bồ Tát, Như Hàng Sơn, hóa thân của Văn Thù, Thập Đắc, hóa thân của Phổ Hiền. Họ đã ở trong chùa Quốc Thanh. Lưu Cư Dận nghe xong rất vui, bèn mang rất nhiều lễ vật lễ tạ thiền sư Phong Can. Phong Can dứt khoát không nhận, đứng dậy đi ngay. Sau khi Lư Khưu Dận đến Đài Châu nhậm chức được 3 ngày, bèn đến chùa Quốc Thanh tiến hương. Ông hỏi vị thầy tri khách: hai vị đại sư Hàng Sơn, Thập Đắc ở đâu? Phiền pháp sư dẫn chúng tôi đi bái kiến. Thầy tri khách nói: hai người ấy là hòa thượng điên, đại quan có gì phải dặn dò? Tôi muốn lễ bái hai vị đại sĩ. Lư Khưu Dận nói một cách trang trọng: tôi sẽ cho người gọi họ đến. Thầy tri khách nói: không được, không được, tôi phải đích thân đi bái kiến. Lư Khưu Dận nói: thầy tri khách không còn cách nào khác, đành phải dẫn Lư Khưu Dận đi. Lúc đến nhà trù, nhà bếp, Hàng Sơn, Thập Đắc đang ngồi sưởi ấm bên lò lửa. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, không ai biết họ đang nói gì. Thầy tri khách thấy họ bèn gọi lớn: Hàng Sơn, Thập Đắc, đứng dậy mau, đại qua ở đây có lời muốn nói với hai ông. Hàng Sơn, Thập Đắc nghe tiếng gọi bèn đứng lên. Lư Khưu Dận vừa thấy họ lập tức chạy đến đảnh lễ. Hàng Sơn, Thập Đắc thấy tình hình không ổn bèn quay đầu bỏ chạy. Lư Khưu Dận đương nhiên không chịu để cơ hội hiếm có này mất đi một cách dễ dàng, bèn lập tức chạy đuổi theo. Đến đồng Hàng Sơn thì hai vị đại sĩ chạy nhanh vào đồng. Hàng Sơn ngoái đầu lại nói: giặc giặc giặc, lão Phong Can lắm chuyện, ông không đi mà lễ bái Di Đà, đến đây bái tôi làm gì? Nói xong bèn biến nhanh vào đồng. Lư Khưu Dận chạy vào đồng nhưng không thấy tung tích hai vị đại sĩ đâu. Hàng Sơn, Thập Đắc từ đó không xuất hiện nữa, và thiền sư Phong Can cũng từ đó không trở về lại chùa Quốc Thanh nữa. Đây chính là thánh nhân ứng hóa giữa nhân gian, một lần bị tiết lộ là quý ngài ẩn thân luôn. Thiền sư Phong Can là hóa thân của Phật A Di Đà, ngài lúc nào cũng ở bên mọi người nhưng không một ai biết. Đây chẳng phải ngày ngày gặp Phật mà coi như chẳng thấy sao? Đây chính là trong lòng không nhớ Phật niệm Phật. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.